Thưa quý vị, ngày Vía Thần Tài, ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm. Theo truyền thống thì người Việt thường đi mua vàng để cầu tài lộc. Người ta cho rằng là vàng là biểu tượng của sự phú quý, tài lộc, mang nhiều may mắn cho ai sở hữu nó. Thế nhưng diễn biến những năm gần đây cho thấy là giá vàng thay đổi liên tục. Mua vàng ngoài trở thành một thói quen thì cũng là một kênh để có thể tích lũy. Vậy mua vàng sao cho đúng trong ngày Vía Thần Tài? Chuyện tối nay của ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay khách mời là ông Đỗ Huy Thành, chuyên gia kinh tế tài chính để chúng ta sẽ cùng lắng nghe, chia sẻ về câu chuyện này ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Đỗ Huy Thành đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, anh nghĩ sao về cái thói quen truyền thống của rất nhiều người vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, ngày Vía Thần Tài, họ đi mua vàng rất là nhiều ạ. Tôi quan sát thì hàng năm vào ngày này thì mọi người ai ai cũng mong muốn là mua được một chút vàng để có thể mang lại những cái sự tài lộc cho cả một năm mới. Và các tiệm vàng thì thường là mọi người đến xếp hàng chật kín cửa hàng ạ. Vâng. Từ 5 đến 6 năm nay thì cái xu hướng mà đầu năm ngày mùng 10 tháng Giêng đi mua vàng đã thành thói quen của người Việt Nam mình. Và đặc biệt là đến 2 đến 3 năm nay thì số lượng đấy rất là lớn, kể cả qua những cái năm vừa rồi là rất là khó khăn trong nền kinh tế. Cái việc mà đi mua vàng này thì cũng xuất phát từ cái nhu cầu đầu năm để đi lấy vía cầu may của những người dân Việt Nam mình. Vâng, và tôi thì tôi thấy là càng ngày nó sẽ có càng nhiều người hơn đang muốn, mong muốn để mua vàng trong cái ngày đầu năm như này. Vâng ạ, có người thì quan niệm là nếu như mua vàng thì ngày nào chúng ta cũng có thể mua được. Vậy thì theo anh thì trong cái ngày thần tài thì chúng ta có nên mua nhiều vàng hay không? Bởi thực tế là thông thường là trước ngày thần tài, như là Thùy Dương đã chia sẻ là bắt đầu từng khoảng mùng 6 tháng Giêng trở ra là đã có rất là nhiều người quan niệm là mua nhiều vàng để có thể tích lũy, để cầu tài lộc. Và chính vì vậy mà trước cái ngày thần tài là bao giờ vàng cũng sẽ tăng giá một chút. Và sau ngày thần tài thì giá vàng sẽ hạ nhiệt. Vậy thì không biết là người tiêu dùng hay là nhà đầu tư sẽ bị thiệt à? Tất nhiên là với cái tâm lý mà để đi mua, để cầu may, thì cái tâm lý này thì nó sẽ không quá ảnh hưởng đến người tiêu dùng bình thường. Thường thì tôi thấy là người dân người ta chỉ mua từ 1 đến 3 chỉ. Cao nhất là đến 3 chỉ vàng để lấy cái vía cầu may thôi. Thì những cái người này mua trong ngày này nó không quá thiệt thòi cho người ta. Thì người ta có thể mua một chút vàng thôi. Thì người ta gửi lại, nghĩa là thay vì chuyển đổi từ cái đồng Việt Nam sang một cái đồng tiền khác để thành tài sản, để người ta có thể giữ được. Thì cái việc này thì nó không có ảnh hưởng. Tuy nhiên là với cả giới những người đầu tư thì tôi khuyên là không nên mua vàng những cái ngày này, mà nên theo dõi thêm những cái chiều hướng tiếp theo của giá vàng. Chắc chắn là một điều là mua vàng trong ngày này thì thường sẽ phải mua cái giá rất là cao hơn so với cả những ngày bình thường. Vâng ạ, như vậy là theo quan điểm của anh thì là vào cái ngày Vía Thần Tài cũng như là trước ngày Vía Thần Tài thì thông thường là người dân cũng như là nhà đầu tư sẽ mua một chút chút để có thể lấy phong thủy, lấy tài lộc cho cả một năm mà thôi, đúng không ạ? Chúng ta thì nên mua những cái loại vàng như thế nào trong ngày Vía Thần Tài để lấy may mắn? Vì hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều các sản phẩm vàng ạ. Các doanh nghiệp kinh doanh trang sức và vàng bạc thì năm nay đưa ra rất là nhiều mẫu mã để cho người dân có thể lựa chọn. Mọi người có thể mua những cái sản phẩm trang sức là vàng, đến những cái thẻ vàng vài trăm ngàn, đến những cái chỉ vàng 1 chỉ, 2 chỉ mà những doanh nghiệp đã chuẩn bị trước để cho người dân. Giá tiền thì tùy thuộc vào cái túi tiền của mình thôi. Mua may mắn, đâm ra là mình có bao nhiêu mà để mà có thể tích lũy được hay là gửi tiết kiệm thì mình có thể mua vài trăm ngàn đến 1 chỉ. Bây giờ hiện tại là đang giá nó đang lên đến 5,6 triệu, nếu mà SJC thì đã lên đến 6,7 triệu 1 chỉ rồi. Vậy nên là cũng tùy thuộc vào cái túi tiền của mình mà lựa chọn, nhưng mà tôi khuyên là nên mua những cái sản phẩm nhỏ tiền thôi, theo tùy theo cái nhu cầu của mình để mà lấy may thôi mà. Vâng ạ, chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái cuộc trò chuyện về biến động giá vàng trong khoảng thời gian gần đây. Vậy thì với năm mới này thì anh có cái đánh giá như thế nào về thị trường vàng? Thực sự là giá vàng trong năm vừa qua cũng như là qua đợt Tết Nguyên đán vừa rồi là tăng rất cao. Hiện tại là giá vàng thế giới đang rơi vào khoảng 1.922 đô la Mỹ trên một ounce. Thì giá vàng này quy đổi ra là khoảng 5,6 triệu chưa phí và thuế để nhập về Việt Nam. Thì hiện tại là giá vàng như vậy là cao nhất trong thời điểm trong năm vừa rồi. Vậy nên là trong năm tới đây những cái giá vàng có thể tiếp tục biến động tiếp. Mọi người có thể theo dõi tiếp những cái tình hình về kinh tế cũng như là tình hình về chính trị của thế giới, cũng như là những tổ chức lớn như là Fed
đang tăng lãi suất của đồng đô la Mỹ. Vậy nên mình có thể đưa ra, theo dõi thận trọng những giá vàng đó, thì mình có thể đưa ra những cái quyết định mà đầu tư tiếp, hay là mình giữ lại cái đồng mà những cái kênh khác có thể sinh lời được nhiều hơn. Tuy nhiên là riêng vàng thì nếu đầu tư trong 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 năm tới để mà giữ lại cái tài sản của mình, thì tôi khuyên là nên giữ lại khoảng từ 2 đến 4 năm. Bởi vì kênh vàng không phải là một kênh để mà lướt sóng, mà là một kênh để mà gửi tiết kiệm, cũng như là kênh để mà giữ lại cái tài sản của bản thân thôi. Vâng ạ. Trong rất nhiều những kênh đầu tư của năm 2023 thì với những cái tín hiệu của năm 2023 thì thị trường bất động sản cũng là một cái thị trường mà trầm lắng. Kênh gửi tiết kiệm cũng đang được nhiều người dân quan tâm, bằng cách là chúng ta sẽ bỏ tiền vào trong ngân hàng để có thể gửi tiết kiệm, cũng là một kênh trú ẩn an toàn. Thế thì theo anh, nếu như mà chúng ta mua vàng, có phải là một kênh trú ẩn an toàn hay không? Có rất là nhiều kênh, cũng như là cái có rất là nhiều kênh cũng sinh rất là nhiều lợi nhuận cho, hay là sinh rất nhiều tài sản cho người mọi người. Tuy nhiên là cái khẩu vị đầu tư cũng như là cái mỗi người lại có một cái gu đầu tư khác nhau. Như năm vừa qua có thể nhìn thấy là những kênh thấp nhất là tiết kiệm, sau đó thì đến trái phiếu hay là tín chỉ, hay là những cái về đầu tư, hay là thị trường chứng khoán cũng như là thị trường bất động sản. Thì những cái kênh đấy có một cái độ rủi ro khác nhau khi mà người ta đầu tư. Thì vàng là một cái kênh mà ít, có thể nói là ít rủi ro nhất. Có thể thấy là vàng bảo toàn của giá trị của mình rất là lớn. Từ những năm 2018 có thể nhìn thấy là giá vàng chỉ rơi vào khoảng 3.7 triệu đến 4 triệu trên một chỉ. Thì hiện tại năm 2023 thì giá vàng hiện tại đã giao dịch vào khoảng từ 5 triệu 6 đến 5 triệu 7 trong ngàn một chỉ. Mà có thể thấy là cái giá vàng, cái giá trị của vàng nó đang giữ một cái giá trị rất là lớn so với cả những cái tài sản khác từ năm 2018 đến nay. Vậy nên là tôi khuyên là nếu có thể tiết kiệm hay là giữ lại vàng cho mình, thì đây là một cái kênh mà dành cho người ít thích rủi ro hơn những cái kênh khác mà mọi người có thể nhìn thấy. Như anh có chia sẻ là từ 2018 cho đến năm nay, năm 2023 thì giá vàng ở cái mức từ 3 triệu và bây giờ là lên gần 6 triệu rồi, đúng dạ, không vâng ạ? Một chỉ. Vậy thì theo quan sát của anh thì trong những cái năm tới thì vàng có thể còn tiếp tục lên hay không? Chắc chắn rồi. Vàng là một trong những cái nguyên kim loại mà là loại đồng tiền đặc biệt của thế giới. Vàng thì không thể có trữ lượng nhất định thôi. Nó là một cái đồng tiền mà người ta có thể tiêu được, hay là có thể sử dụng để mua bán được trên thế giới. Tất nhiên là cái sự hữu hạn của nó sẽ làm cho cái giá của cái nguyên liệu này, cũng như là cái khẩu vị đầu tư của những người trên thế giới nữa. Rất là nhiều tổ chức, cũng rất là nhiều dự trữ vàng ở trong những cái kho két của người ta để đảm bảo đồng tiền, cái giá trị cho cái đồng tiền của họ. Vậy nên là cái chuyện mà vàng tiếp tục tăng giá nữa là chuyện không phải nằm ngoài dự đoán. Có thể thấy là cái xu hướng nó vẫn tăng giá từ trước đến nay, tăng rất nhiều qua các năm. Thì cũng tùy theo thị trường mà nó quyết định là có năm xuống năm lên. Thì tuy nhiên là tôi cũng nói lại một lần nữa là đây là một cái kênh để đầu tư từ 2 đến 4 năm, chứ không phải là kênh đầu tư một năm hay là vài tháng để lướt sóng được. Tức là về mặt đầu tư dài hạn, đúng không ạ? Dạ vâng. Và nhất là như anh vừa chia sẻ là cung thì không đủ cầu. Dạ vâng. Thì có lẽ là dự đoán trong thời gian tới thì vàng cũng sẽ tiếp tục lên. Chính xác ạ. Chỉ là lên ít hay lên nhiều thôi. Vâng. Với những người đầu tư vàng thì chúng ta cần phải chú ý điều gì trong năm nay ạ? Với những người đầu tư vàng thì hãy thận trọng để xem xét những cái tổ chức tín dụng, cũng như là giá của đồng đô la Mỹ ảnh hưởng rất nhiều tới vàng, hay là giá của cái tình hình kinh tế cũng như là tình hình mà chính trị ở trên thế giới, những cái cuộc khủng hoảng cũng như là những cái chiến tranh nó sẽ làm cho giá vàng tăng rất là cao. Vậy nên là mọi người nếu đầu tư vàng thì theo dõi sát những cái tình hình chính trị cũng như là tình hình kinh tế của các nước mà dự trữ nhiều vàng, cũng như là những cái nước mà gây ảnh hưởng nhiều đến thế giới, thì những cái tình hình kinh tế đó nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giá vàng, và thận trọng trong cái việc mà đầu tư của mình trước khi ra quyết định đầu tư của mình, trước khi chọn cái điểm mà vào hợp lý hơn. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn những thông tin hữu ích và những lời khuyên tới từ anh Đỗ Huy Thành. Và thưa quý vị, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.